Dự báo thời tiết đêm 24 và ngày 25 tháng 4 năm 2022, phía Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, riêng khu vực đồng bằng có nơi trên 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.